À, chào anh chị và các bạn. Xin đi sáng nay muốn mời anh chị trải nghiệm cái chuyến bến tre. Xin đi đang đứng ở bến xe miền Tây. Đây là vào lúc 8 giờ ngày đầu tháng 12. Ghế đi gần mà. Ghế 90, giường 100. Tại vì đối với Bến Tre thì nó có 89 cây anh chị. Mình đi Cần Thơ thì mình có thể đi giường. Đây là những cái quầy bán vé. Mời anh chị trải nghiệm nha. Mời anh chị trải nghiệm nha. Có rất là nhiều cái tuyến đi Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Minh, Cần Thơ, Cao Lãnh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hồng Ngự, Huế, Long Xuyên, Phan Thiết, Quảng Ngãi, Sa Đéc, Chi Tôn, Vị Thanh, Vĩnh Long. Thôi, cái phương trang này nó phụ cấp. Đi Bến Tre là ghế là 90, còn giường nằm là 100. Đây là quang cảnh chia sẻ với anh chị. Rất lâu rồi Sunny mới trải nghiệm chuyến xe đi miền Tây. Đây là quang cảnh vào một buổi sáng anh chị ha. Đây là quang cảnh bên trong bến xe anh chị. Rất là nhiều cái tuyến xe Kiên Lương, Châu Đốc, Hiệp Tiến, vân vân. Mình sẽ quẹo qua cuối đường, mình quẹo qua Phương Trang. Đây là phòng khách chờ cùng máy lạnh ha. Nói chung là bến xe ngày hôm nay thì cũng rất là sạch sẽ anh chị. Đó, cây thông nó hen đó. Rồi. Cũng cập nhật cho anh chị á, thì để mình đi Phương Trang thường thường thì nó có ghế và giường, nhưng mà hiện tại là Phương Trang đầu tư xe giường nằm hết anh chị. Mặc dù có 89 cây từ Sài Gòn tới Bến Tre, bây giờ đi Bến Tre cũng rất là tiện lợi, nó có đường cao tốc. Sau đó thì chúng ta đi cầu Rạch Miễu, ngày xưa anh chị nhớ qua sông phải lụy đò, bây giờ qua hết lụy rồi. Đây là nơi phòng chờ, mình sẽ vào phòng chờ mình chờ đợi anh chị ha. Cái này thời gian hoạt động thì cứ khoảng một tiếng có một chuyến anh chị, hoạt động suốt. Đây cái khu vực phòng chờ đó. Bộ tư Phương Trang sẽ thông báo với chủ đề về Cần Thơ 9:30, 3:11. Xin mời ca xe đầu khu quận lên khách số 1, xe cho tôi đến giờ cần bến. Xin mời khách giữ 6 ghế đi và ngã 7 số ra 9:30 đang kiếm đến. Xin thông báo với chủ đề về Cần Thơ 9:30, 3:11. Ở đây thì sau khi mua vé thì trên vé nó có số xe và giờ xuất bến. Thì mình sẽ coi cái tivi. Tivi mình coi chuyến của mình như thế nào, khi nào xuất bến. Ngoài ra thì có thông báo những cái loa để chúng ta nghe rõ ràng hơn. Các chị phải đi mời dừng tàu ra vào lúc 9:31. Các chị chuyển ra xe còn 23:47. Xe đang cầu thì trước 1 giờ số này. Cũng cập nhật cho anh chị, phòng chờ hiện tại thì cũng có quạt trừng, và ngoài quạt trừng thì cũng có máy lạnh nữa. Rồi mé trái là cái nhà vệ sinh. Đây cái nhà vệ sinh. Trước khi lên xe thì mình vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, vân vân. Để mà mua vé Phương Trang thì mình cũng có cái app Phu Ta nha anh chị ha. App Phu Ta, anh chị search trên
Android hoặc là iOS Futa thì nó sẽ có cái app để mình đặt vé online nha anh chị. Sau khi được thông báo thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta ra xe nha. Nó có cộng số máy và bảng số xe. Rồi mình ra xe thì bữa nay thì có thể là thời gian cuối năm nên xe hành khách thì rất là nhộn nhịp. Đây là cái khu vực hành khách cũng đang chờ đợi. Có rất là nhiều cổng phía trên, rất là đông. Mà xe Phương Trang về nè anh chị. Rồi. Đông lắm anh chị. Đây là nước uống cho hành khách. Hành lý thì mình sẽ để ở dưới hầm. Có phiếu. Rồi, chuyến xe là mình khởi hành anh chị. Khởi hành. Đây là một chuyến xe là Hồng Ngự. Còn đây là chuyến xe hành khách đang chờ đợi. Đó. Mọi người lên phải cởi giày ra. Có bao xốp. Sau khi gửi hành lý vào hầm rồi. Đây là xe giường nằm. Một lát sẽ chia sẻ anh chị chi tiết. Rồi mở dưới. Ở trên. Xe bắt đầu rồi xa cảng miền Tây anh chị ha. Vừa nay không khí bến xe thì cũng rất là nhộn nhịp. Hành khách rất là đông. Có thể là đây là cái thời điểm người ta về quê anh chị. Xa cảng miền Tây. Ngày hôm nay xe đậu rất là đông. Đó, cái hãng xe Phương Trang là mình đi giống như chiếc đó đó. Xe rời bến. Hướng về An Lạc, sau đó thì di chuyển trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương, rồi đi tới cầu Rạch Miễu là về Bến Tre. Chiều dài đo được là từ nhà thờ Đức Bà về thành phố Bến Tre là 89 km. Đây giường nằm thì nó có 3 dãy. Dãy bên đây, dãy bên đây, dãy bên kia. Phía dưới nữa. Đó, anh chị ngắm nhìn đường phố đó, bến xe miền Tây đi trước mặt. Thì ở đây nắng thì mình có cái rèm anh chị, đó, rèm để che nắng. Ngoài ra thì ở đây có đèn nha anh chị ha, đèn, máy lạnh, lo nghe nhạc và có hệ thống wifi anh chị. Nơi đây thì mình sẽ giường nằm để chân cũng thoải mái lắm. Thoải mái.
xe chuẩn bị tới Bùng Binh An Lạc anh chị. Bùng Binh An Lạc thì giao các quốc lộ 1A và xa lộ Đại Hàng. Đây, tới Bùng Binh An Lạc và chúng ta đang di chuyển trên con đường Kinh Dương Vương, ngày xưa mang tên là Lục Tỉnh. Nhớ ngày xưa mà ra đây thì anh chị cũng biết là cánh đồng lúa anh chị ha, bây giờ nhà cửa thì quá trời. Đây là thuộc quận Bình Tân của Sài Gòn. Đây, Bùng Binh An Lạc phía trước mặt anh chị. Hướng dập xe thì chúng ta về cầu Bình Điền. Từ cầu Bình Điền thì chúng ta sẽ vào cái đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương về với lại Mỹ Tho Tiền Giang. Xe thấy kẹt luôn, lượng xe rất là nhiều lưu thông trên đường. Bây giờ đang di chuyển trên quốc lộ 1A, cái này hướng về cầu Bình Điền, chợ Bình Chánh. Giờ xa lạ anh chị ha. Đây là cái cầu vượt ngay chỗ cuối đường đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây đó, ngay chỗ bến Chương Dương, Hàm Tử, Lê Quang Liêm. Đây là cái đoạn cuối khi mà đã chạy từ Hàm Thủ Thiêm thì đi đại lộ Đông Tây thì sẽ ra khu này vực này anh chị. Giờ đường xá rộng, quá rộng, xe cộ quá đông. Xe Phương Trang sẽ cho chúng ta cái khăn giấy và nước uống. Hiện tại thì anh đang phân phát cho hành khách nè. Chúng ta nhìn phía sau anh chị. Đây là chúng ta lên cầu Bình Điền anh chị ha. Ngày xưa mà khi mà đi ra đây thì đồng ruộng hai bên. Nhưng mà ngày hôm nay thì đường xá thì nó thay đổi nhiều. Đây là cầu Bình Điền. Nơi đây thì khi mà qua cầu mà chúng ta quẹo phải thì chúng ta vào chợ Sĩ Bình Điền. Đây là cảnh phía sau ghế của Sunny nè, 19 đó. Có số ghế. Nói chung là xe máy lạnh cũng mát mẻ, ngoài thời tiết nó cũng nóng. Cầu Bình Điền thì làm hai bên đường nên cái việc lưu thông lên cầu Bình Điền nó cũng dễ dàng. Nhưng anh chị biết không, giờ mà những giờ chiều hoặc là giờ sáng nó kẹt xe dữ lắm, đặc biệt là những mùa lễ Tết, cái lưu lượng xe về miền Tây của bà con về quê ăn Tết đông lắm.
khi mà tới cầu Bình Điền này thì cũng tới một cái nhà tẻ để chúng ta vào cao tốc Sài Gòn ở Trung Lương rồi. Còn để đi Bến Tre thì theo dự kiến thì khoảng 1 tiếng 45 phút anh chị. Bây giờ đi thì nó cũng dễ dàng, có cao tốc rồi, xong mình đi qua cầu Dây Văn, Rạch Miễu. Nghe nói là dự án tương lai thì sẽ làm thêm một cái cầu nữa nối Bến Tre lại Tiền Giang, băng qua dòng sông Tiền. Chuyến xe di chuyển trên qua khu vực Bến Lức, Long An, và cũng xin cập nhật với anh chị, xe chúng ta di chuyển đường quốc lộ 1A chứ không có đi cao tốc anh chị ha. Chúng ta đang đi qua thị trấn Bến Lức. Chúng ta đang đi ngang qua thị trấn Bến Lức, quốc lộ 1A. Con đường này hôm nay thì cũng mở rộng hơn xưa anh chị ha. Xe chúng ta đang di chuyển qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì từ hướng Bình Chánh theo quốc lộ 1A thì anh chị nhìn thấy nó không có phải là cánh đồng ruộng giống như xưa anh chị. Nhà cửa cũng san sát vậy nè. Mặt tiền bên trong thì chắc có lẽ là còn ruộng, nhưng phía ngoài thì nhà cửa, nhà xưởng đầy hết nè. Cái hướng này là vào thành phố Tân An. Bây giờ thì mình có một cái đường nhánh để né thành phố Tân An anh chị, để hướng về Mỹ Tho trên quốc lộ 1A. Đây là con đường mới, sau này đường né thành phố Long An. Đường đi vào thành phố Tân An của tỉnh Long An. Con đường mở rộng rất là lớn. Ngay khúc thành phố Tân An đó anh chị, đây là cái khu dân cư mới. Ta đi ngang qua thành phố Mỹ Tho, khu vực này ngã ba, gần ngã ba Trung Lương anh chị. Và nếu mà chúng ta đi chuyến xe về Bến Tre, xe Phương Trang thì không có đi đường cao tốc anh chị ha, đi quốc lộ 1A. Chúng ta vào thành phố Mỹ Tho, ngã ba Trung Lương đây nè. Trung Lương, cái hướng đó về Cây Lậy đó,
giờ chúng ta sẽ đi thành phố Mỹ Tho, sau đó là qua cầu Rạch Miễu nha anh chị. Xa xa là anh chị thấy cầu Rạch Miễu anh chị ha, và chúng ta sẽ chia tay thành phố Mỹ Tho để chúng ta qua Bến Tre nha anh chị. Ngày xưa thì đi phà, cái hướng phà là mé trái đó anh chị, mé trái. Rồi bây giờ thì mời anh chị cùng đi cầu Rạch Miễu nha anh chị ha. Cái cầu này được khởi công 2002 và khánh thành 2009, sau 7 năm xây dựng. Thì đối với Mỹ Tho ngày hôm nay thì cũng thay đổi nhiều lắm. Và dọc cái dòng sông thì nó có một cái bờ kè. Xin đi đó, chúng ta nhìn Mỹ Tho trên cao. Đó, cái hướng phà là đằng xa đó chị. Cái phà là kiểu đằng xa đó. Đây. Chia sẻ với anh chị đó, dòng sông và xa xa là những cái cù lao. Ở đây khu vực này cũng có những cái căn biệt thự, nhưng mà hiện tại căn biệt thự không có ai ở chị, bỏ trống luôn nè. Biệt thự rất đẹp ngay chỗ dòng dòng sông luôn. Và đây là cái bờ kè nè. Buổi tối bờ kè ở đây thì nhộn nhịp lắm đó, bờ kè quá đẹp, chạy dài ra tới khu vực trung tâm luôn anh chị. Và đây là, rồi anh chị nhìn về Mỹ Tho lại nha. Và đây là cầu Dây Văn. Nó được bắc qua bởi những cái cột để về với lại Bến Tre. Đây, chúng ta nhìn về thành phố Mỹ Tho. Khu vực làng bè, làng bè phía dưới. Đối với Mỹ Tho thì có những cái tour đi cồn cũng hay lắm anh chị. Thưởng thức đặc sản của Mỹ Tho, Tiền Giang và Bến Tre. Đây là sư cồn đây. Đó, bao bọc bởi những cái dòng sông. Cái hướng này là chúng ta nhìn ra phía sau anh chị. Cầu Rạch Miễu đó. Thì đối với cầu này thì những cái mùa lễ hội, mùa Tết đó thì kẹt xe dữ lắm. Đang có dự án là xây cầu Rạch Miễu 2. Đó, chúng ta thấy đến Bến Tre là chúng ta nhớ đến xứ dừa. Đặc sản kẹo dừa, những sản phẩm từ dừa, kể cả đuông dừa. Có rất là nhiều cái ngõ tẻ để đi về các huyện khác của Bến Tre. Lại có một cây cầu mới nữa để bắt qua từ cái cù lao này, bắt qua cái cù lao bên kia. Xa xa anh chị thấy nhà bè ha. Nhìn phía sau thì nó sẽ rõ ràng hơn. Thank you.
bè. Cá bè. Cá bè tôi nuôi cá. Cá bè. Cá. Làng bè à. Đường này dẫn chúng ta đi về thành phố Bến Tre. Đây là cái khu du lịch Cồn Phụng. Chúng ta trên đất cồn Long Lân Quy Phụng. Bánh dừa quá trời ha. Đó, dừa, dừa quá trời dừa. Đi Bến Tre, xong về ghé, nó ghé cái chỗ đó, thấy là ta cũng đang gói, cũng đang nấu. Kẹo dừa, đó, kẹo dừa Hồng Vân. À, đây là cái khu vực nè, bán những đặc sản à, kẹo dừa nè. Á trời. Đường xá giờ đi vào thành phố Bến Tre thì cũng rộng anh chị ha. Quá trời luôn, đặc sản bánh chuối, kẹo dừa. Ở đây là dừa. Nói về Bến Tre là chúng ta phải nói đến dừa. Đó, dừa chuối. Ai đứng dưới bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Đó. Đặc sản, rất là nhiều đặc sản, bánh dừa, kẹo dừa, kẹo dừa, bánh dừa. À, đường phố Bến Tre ngày hôm nay đẹp lắm chị, đẹp quá anh chị. Đó. Hai cây đường dừa lan bo. Thành phố Bến Tre. Chúng ta chuẩn bị đến bến xe của Phương Trang và sau đó xe sẽ trung chuyển tới nơi chúng ta cư ngụ nha anh chị ha, trong thành phố Bến Tre. Rồi cái chuyến xe này là chuyến xe đi cầu Hàm Luông để đi về Trà Vinh. Sao cái gô là quá thứ rồi mẹ ơi, là quá thứ rồi, giờ giờ vô trong kia sân vận động nè, thấy mẹ ở đó sao cái đó đặt bơ đặt bê ba lô đây cho mọi người bóc rồi. Thank you.
Rồi khách nào về Bến Tre Trung Chẻo mình xuống xe đây luôn. Chị về đâu? Dạ Thương Ta. À đây Bến Tre. À đây anh. Rồi anh về đâu? Rồi đây là xe. Bốn chung hả? Đó xe trung chuyển đây. À. Rồi mình ra đây. Chú xe là nhanh ra đây. Vali. À, và sau khi chúng ta trải nghiệm chuyến xe giường nằm, xe Phương Trang và tới đây trạm giường chân Phúc Lộc, thành phố Bến Tre, và chúng ta sẽ trung chuyển về với xe 15 chỗ anh chị ha. Đây xe trung chuyển. Cảm ơn anh Thụy nha. Đây cái trạm nha. Cái trạm mà dừng chân của Bến Tre, thành phố Bến Tre. Em qua đây đây luôn nha. Đây. Xe trung chuyển đây. Chở tới nơi trong nội ô thành phố Bến Tre. Xe đó, ta có xuống ta bỏ ta đi quá rồi. Nhưng mà nó đi chỗ khác. Và Sunny cũng rất là vui mời anh chị trải nghiệm chuyến xe từ bến xe miền Đông Sài Gòn về với lại Bến Tre với thời gian là 1 tiếng 45 phút đi quốc lộ 1A. Chứ xe này không có đi cao tốc anh chị ha. Nhưng mà thấy quốc lộ 1A bây giờ thay đổi cũng nhiều anh chị. Thay đổi rất là nhiều. Sunny rất là vui thực hiện cái clip này. Hy vọng rằng anh chị có một cái chuyến tham khảo trải nghiệm của Sunny. Để sau này đi cùng với bạn bè và người thân về với thành phố Bến Tre. Sunny thân ái mến chào. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Bye bye anh chị. Kính chúc anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị nha. Chạm dừng chân Phương Trang cũng nói lời tạm chia tay anh chị trong các clip ngày hôm nay.
Thank you.